Rồi nhìn thấy đây combo đồng đội khờ cộng lắc hả? Xin chào tất cả mọi người, thì hiện nay tình hình cấp quan của Việt Nam mình đang bị đứt, tình trạng binh cao của game Liên Minh và những tựa game khác nó đang khá là cao, cho nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái phần mềm giảm binh tôi thấy nó khá là tốt, và đó là phần mềm Gear Up Booster. Anh em có thể truy cập trên web booster.gearupglobal.com để trải nghiệm cái phần mềm nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ ứng vô đây, download bằng Windows hoặc là bằng điện thoại, và anh em sẽ đăng ký bằng Gmail hoặc là số điện thoại. Sau khi mà anh em đăng ký xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. À, nó sẽ có những cái game như là Nagaka, Paladin, Dota 2, League of Legends này. Anh em sẽ chọn vô cái League of Legends nhé. Rồi, anh em bấm chữ boot. Sau khi mà anh em bấm boot thì nó sẽ hiện ra là sẽ chọn server gì. Ở đây có server Việt Nam, server Nhật Bản, Úc, Mỹ. Anh em ở đâu thì anh em sẽ chọn khu vực đó. Rồi, sau khi mà anh em chọn xong thì anh em chỉ việc bấm vào chữ boot và anh em bấm play game thôi. Nó sẽ hiện lên giao diện game, anh em chỉ vô và anh em test thôi. Như các bạn có thấy thì hiện tại tôi đang chơi server Việt ở mức 31 binh, trong khi mà các bạn khác đang có binh rất là cao như là 50, 60, 70, 100 gì đó. Để theo tôi thấy là anh em nên tải phần mềm này về để chơi game thử nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ test. Đấy. À, chơi gần rất là mượt nha, không có dấu hiệu lắc gì hết, hit gần là đó, mình ba máy là hit gần nó nụt ngay mọi người. Còn chờ gì nữa, anh em hãy ứng vào link để dưới phần mô tả để tải về trải nghiệm thử đi nha. Tôi thấy cái phần mềm Gear Up Booster này nó rất là tốt á. Cái miệng của Hiển ấy, cho mà lấy lại cái cờ lê của nó thôi. Hai bất kỳ mình vô chưa đánh nữa kêu thua rồi, miệng của nó. Cảm ơn trà đá nha. Chưa map binh. Ê, á xài lát chi ta, xài e chi ta. Không xài e chứ đó, xài. Không xài e có mana đúp chứ đó. Mấy ông biết combo này không, là giống như vậy nè. Combo này dành cho mấy người kiểu nâng cao á, cũng không nâng cao lắm. Kiểu mấy ông chơi nhiều mấy ông sẽ đi. Quý lắm mấy chị nha, mấy cái chích này nó không có nhiều người biết đâu. Quý lắm mấy chị, chỉ có kênh này thôi đó. Đây vậy vậy nè. Đây bật con này với con này. Hai con đứng sát đúng không? Ví dụ mấy ông combo bình thường á, mấy ông sẽ combo vậy nè. Mấy ông sẽ combo vậy đúng không? Cái lỡ mà nhấp tay cái hộp bắn con này, ví dụ đang muốn bắn con này đúng không? Nhưng mấy ông nhấp tay lộn mấy ông bắn con này đúng không? Mấy ông muốn không lộn á, là mấy ông sẽ làm vậy nè.
Bấm một lần một thôi. Nhìn mấy ông nhìn nè, tôi đâu bấm chuột thấy không, nó tự bắn này thấy không. Nhìn nè thấy không, tôi đâu nhấp gì đâu. Thật khỏi sao bắn lộn nè. Là mình chỉ bấm chiêu thôi, đừng có bấm vô chọn tướng nữa. Nè, nó tự bắn này thấy không, tôi đâu bấm chuột không. Tôi đâu bấm chuột đâu. Là khỏi sao nhấp hụt con kia. Hiểu ý đâu. Mình không có sợ nhấp hụt nữa, 3-4 con mình cũng không sợ nữa. Đó, bây giờ mình bắn đúng con rồi nè. Như vậy vậy thôi. Đó, để nó tự bắn thôi. Đó, không có hụt được. Thấy không? Lỡ vô combat mà nó đứng chùm á, mấy ông bấm lần thôi nè. Bấm lần thôi. Không nhiều người biết đâu đúng chưa? Không nhiều người biết đâu. Tìm hiểu lắm mới biết chứ. Giỡn giỡn hoài. Em nhấn like subscribe cho đó nha.